Một đầu bếp Liên Xô đang nấu cơm ở trận địa, các chiến hữu đều đã đi huấn luyện trận địa, giờ chỉ còn lại một mình anh ấy. Bỗng nhiên một chiếc xe tăng quân Đức đi đến, đầu bếp hốt hoảng sợ hãi, bay người nhảy xuống chiến hào. Rất nhanh xe tăng đã đi vào trận địa, nâng súng máy lên quét một lượt xung quanh, nhưng trận địa không một bóng người. Chỉ có mỗi một cái nồi to đang bốc khói nghi ngút. Quân Đức lái xe tăng chậm chậm lại gần. Sau đó tăng tốc một cái khiến cái nồi đổ ụp xuống, bao nhiêu công sức tất bật cả buổi sáng nấu cháo của đầu bếp tất cả đều bị đổ xuống đất. Nhìn chỗ gạo trắng ít ỏi bị hất đổ, đầu bếp tức điên người, ngươi có thể coi thường ta. Nhưng không được phép lãng phí lương thực, đầu bếp giận dữ cầm cái rìu lên, nhảy thẳng lên xe tăng. Đập liên tục vào xe tăng, quân lính Đức trong xe mặt nghệt ra, em Thanh cong 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 này ở đâu ra vậy? Chẳng nhẽ bên ngoài có mưa đá sao? Đầu bếp vừa chặt vừa chửi, quân Đức mới ý thức rằng bên ngoài có người. Nhưng khe nhìn ra quá hẹp, không thể nhìn thấy đầu bếp bên trên được, quân Đức lại bắn quét một lượt xung quanh. Đầu bếp tức xì khói, đầu càng đập mạnh hơn, anh ấy đập cong cả nòng súng biến thành que châm lửa. Quân Đức ở bên trong vã hết mồ hôi, để thoát khỏi đầu bếp ở bên trên, xe tăng bỗng nhiên dỉnh mạnh một cái. Đầu bếp lộn một vòng, suýt nữa thì lăn xuống dưới, thấy xe tăng sắp chạy thoát, đầu bếp nhanh trí. Cởi tạp dề của mình ra che khe nhìn ra ngoài, quân Đức ở bên trong hoảng hốt, xe tăng giống như con ruồi không đầu. Đi loạn khắp nơi trong trận địa, trong lúc hỗn loạn, xe tăng lao thẳng vào một nhà lều, vải bạt chắc chắn. Khiến xe tăng bị kẹt lại, đầu bếp dùng rìu xé toạc một lỗ, khó khăn leo ra ngoài, anh ấy cố ý chạy đi chạy lại trên xe tăng. Khiến quân Đức lầm tưởng rằng bên ngoài có rất nhiều người, người đầu bếp này không chỉ nấu ăn giỏi, mà diễn cũng rất tròn vai, anh ấy giả vờ chỉ huy, một đội quân không hề tồn tại tấn công xe tăng. Để hoàn tất vở kịch, anh ấy còn đốt lửa, ném vào bên trong lều, làn khói chậm chậm bay vào trong xe tăng. Quân Đức hoàn toàn bị đánh bại, tin chắc bản thân đã bị bao vây, trong tiếng gầm thét tức giận của đầu bếp. Quân Đức giơ hai tay đầu hàng, chui ra ngoài xe tăng, đầu bếp không hề khách khí thu nạp vũ khí của đối phương. Đến khi các chiến hữu luyện tập về, anh ấy đã bắt trói được toàn bộ 4 quân Đức trong xe tăng. Một cây rìu đánh bại một chiếc xe tăng, đây không phải bộ phim thần thánh hóa chiến tranh, mà được cải biên từ sự kiện có thật. Tên người đầu bếp là Ivan Pavlovich, năm đó anh ấy mới chỉ 20 tuổi. Nhờ vào dũng khí và sự can đảm, giành được huân chương sao vàng, sau trận chiến này, Ivan trở thành quân trinh thám. Lên chức đội trưởng rồi bộ trưởng, góp mặt trong toàn bộ thời gian chiến tranh tạo ra anh hùng. Nhưng anh hùng không phải chỉ là những binh sĩ với thân hình cường tráng, mà còn có rất nhiều người dân bình thường. Ở một nông trường gần biên giới, cô gái tên Anna sống một mình ở đây, người nhà cô ấy đã qua đời trong một cơn mưa đạn. Chỉ để lại cô ấy một mình đơn côi ở lại cõi trần gian, hôm đó hai quân lính Liên Xô bỗng xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác. Vẫy tay với Anna từ phía xa, Anna kinh hoàng hoảng hốt vội vàng chạy về nông trường, bởi vì cô không thể chắc chắn đối phương có phải là do thám của quân Đức hay không. Hai binh sĩ vội chạy đến, thấy Anna hoảng loạn. Hai người bình tĩnh giải thích bọn họ bị đi lạc đội quân, đã 3 ngày rồi chưa có gì bỏ bụng. Nghe giọng điệu quê hương thân thuộc, lúc này Anna mới bình tĩnh lại, cô chạy vào phòng lấy thức ăn. Nhưng khi cô bưng khay đồ ăn ra, hai lính Liên Xô đã không thấy đâu, thay vào đó là hai lính quân Đức. Quân Đức nhìn thấy Anna xinh đẹp liền nở nụ cười nham hiểm, đây là khu quân Đức chiếm đóng. Bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì mình thích, Anna có thể mường tượng được cơn ác mộng sắp xảy đến với mình. May là bọn chúng đều đang rất đói, nhìn thấy thức ăn trên tay Anna tạm thời dừng hành động xấu xa của mình. Bọn chúng hống hách cướp lấy đồ ăn, ăn uống vui vẻ như đồ của mình, ăn trứng gà xong. Một tên còn muốn ăn luôn gà mái đẻ trứng, Anna chạy đến ngăn lại, một tên còn lại chạy thẳng đến ôm lấy Anna. Chuẩn bị làm chuyện xấu, hai lính Liên Xô bên ngoài định chạy đi, nhưng khi hai người nhìn thấy cảnh này, ngọn lửa trong người dâng lên không thể nào dập được, hai người trèo tường vào bên trong. Trốn trong nhà kho mai phục trước sự dồn ép của quân Đức, Anna hoảng loạn chạy vào nhà kho. Hai lính Liên Xô đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, đợi khi quân Đức đến gần, một người quyết đoán ra tay. Một nhát đâm đưa tiễn đối phương đi, tên còn lại nghe thấy tiếng chạy đến, Anna hoảng loạn trốn vào một góc. Quân Đức cảm thấy có điều bất thường, cầm súng lên dè dặt đến gần, thấy quân Liên Xô sắp bị bại lộ. Anna bỗng nhiên chạy từ trong góc ra, cầm cái cào lên đâm thẳng vào người quân Đức để tiêu hủy vết tích. Hai lính Liên Xô khiêng hai xác lên xe máy, sau đó vội vã lái xe đi, Anna đứng ở trước cửa. Nhìn hai người càng lúc càng xa, binh sĩ quay đầu lại nhìn Anna, ánh mắt anh chứa sự áy náy tội lỗi. Sau khi hai người rời đi, Anna có thể cố trụ được bao lâu, chiến tranh xảy ra không ai có thể tránh được. Anna may mắn thoát được một mạng, nhưng có người phải trả giá bằng mạng sống. Buổi chiều hôm ấy, một máy bay Liên Xô bỗng nhiên bị bắn hạ, phi công nhảy dù khẩn cấp, một đám binh lính quân Đức phát hiện phi công đang rơi, lập tức bắt đầu lùng sục, người phi công bị thương nặng, rơi xuống một cái hồ. Cô bé đi múc nước phát hiện ra, vội vàng chạy về gọi mẹ, người phụ nữ thấy đồng bào của mình bị thương, mạo hiểm giấu anh ấy trong nhà, nhưng đây là nơi quân Đức chiếm đóng, giấu một phi công phe địch.
chẳng khác nào trái lại lệnh trời, nếu bị lộ sẽ phải đền bằng mạng sống của cả gia đình. Nửa tiếng sau, quả nhiên quân Đức đến thôn, bọn họ phát hiện ra chiếc dù ở cạnh hồ, đoán chắc phi công trốn ở gần đây. Để tìm ra người phi công, quân Đức tập hợp người dân trong thôn lại, uy hiếp bọn họ nếu như không giao tên phi công ra. Tất cả người dân đề sẽ bị bắn chết, người dân run lẩy bẩy nhưng nhất quyết không nói ra tung tích của người phi công. Người chồng vì không muốn liên lụy đến dân làng, đã chạy về nhà đổi quần áo với người phi công. Phi công là của cải của quốc gia, giá trị của anh ấy thậm chí còn lớn hơn cả một chiếc máy bay chiến đấu đắt tiền. Để bảo vệ người phi công, người chồng không hề lưỡng lự hy sinh bản thân mình, ông ấy mặc quân trang nhảy xuống hồ. Hơn nữa còn cố ý để lộ bản thân, quân Đức phát hiện ra, lập tức bao vây, người đàn ông càng lúc càng bơi sang ngay dưới mi mắt của quân Đức. Quân Đức lớn tiếng, mệnh lệnh cho phi công ngoan ngoãn đầu hàng, người đàn ông vốn có thể bơi lên bờ trở thành tù binh. Nhưng làm như vậy rất có thể sẽ xảy ra sơ hở, phi công thực sự sẽ bị bại lộ, chỉ khi ông ấy chết mới có thể bảo vệ được tính mạng cho người phi công. Quân Đức thấy nói không được lập tức bắn súng. Sau một trận bắn loạn, người đàn ông dần dần chìm xuống đáy hồ, quân Đức hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh đã lái xe rời đi, cuối cùng thôn làng cũng lấy lại được sự bình lặng, chỉ còn lại tiếng khóc ỉ ôi của người phụ nữ ngồi bên hồ. Những câu chuyện như vậy xuất hiện ở mọi nơi, dù là Ivan hay là Anna, hay là đôi vợ chồng thôn làng. Mỗi người đều cố gắng bảo vệ tổ quốc của mình, ba câu chuyện trên đều được cải biên từ câu chuyện có thật. Rồi có một ngày chiến tranh sẽ chấm dứt, nhưng những câu chuyện về anh hùng sẽ mãi mãi được lưu truyền. Lòng yêu nước không bao giờ tắt ngấm, cảm ơn mọi người đã xem, cùng gặp lại ở các review tiếp theo nhé!